Thân mến, chào các em trong buổi học trực tuyến của trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Hôm nay cô trò chúng ta cùng khám phá kiến thức mới của môn toán nhé. Để tiết học diễn ra thuận lợi, các em cần chuẩn bị những đồ dùng học tập sau: sách giáo khoa toán lớp 3 trang 150, bút mực, bút chì, thước kẻ, gôm, vở để làm bài tập, vở nhát. Trước khi vào bài mới, cô cùng các em ôn lại một chút kiến thức cũ nhé. Câu thứ nhất, điền dấu thích hợp vào ô trống số 67.869 và số 67.871. A. Dấu lớn hơn. B. Dấu bé hơn. C. Dấu bằng. Nào, cô mời các em chọn đáp án đúng. Cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Đáp án đúng là đáp án B, dấu bé hơn. Vậy 67.869 bé hơn 67.871. Tiếp theo là câu thứ hai. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD có kích thước như hình vẽ. A. 8 cm. B. 15 cm. C. 16 cm. Nào, mời các em chọn đáp án đúng. Cùng đối chiếu với đáp án của cô nào. Đáp án đúng là đáp án C, 16 cm. Để chọn đáp án đúng trong câu này, các em phải áp dụng đúng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, phải không nào? Vậy, muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Vừa rồi, các em vừa thực hiện tính chu vi hình chữ nhật. Như chúng ta đã biết, chu vi hình chữ nhật chính là tổng độ dài bốn cạnh của hình chữ nhật. Vậy, phần bên trong của hình chữ nhật này được gọi là gì? Để biết được điều này, cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô dùng bút màu đỏ tô toàn bộ bề mặt của hình chữ nhật. Vậy toàn bộ phần bề mặt được tô màu đỏ của hình chữ nhật chính là diện tích của hình chữ nhật đấy các em ạ. Để hiểu rõ hơn về diện tích, hôm nay cô cùng các em đến với bài diện tích của một hình. Tương tự như vậy, cô có một hình tròn. Cô tô toàn bộ bề mặt của hình tròn bằng màu xanh. Vậy cô đố các em, đâu là diện tích của hình tròn? Đúng rồi. Toàn bộ bề mặt được tô màu xanh chính là diện tích của hình tròn đấy các em ạ. Không những chúng ta có diện tích hình tròn này, diện tích hình chữ nhật này, mà chúng ta còn có diện tích của nhiều hình khác nhau nữa. Ví dụ như diện tích hình tam giác này, diện tích hình vuông này, vân vân. Mỗi hình có kích thước khác nhau thì diện tích cũng khác nhau. Vậy làm thế nào để biết được diện tích nào lớn hơn, diện tích nào bé hơn? Các em cùng theo dõi những ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, cô có một hình tròn. Các em ơi, phần nào là diện tích của hình tròn? Đúng rồi. Phần diện tích của hình tròn chính là toàn bộ bề mặt được tô màu đỏ của hình tròn đấy. Cô có một hình chữ nhật. Vậy phần nào là diện tích của hình chữ nhật nào? Đúng rồi. Diện tích hình chữ nhật chính là toàn bộ bề mặt được tô màu xanh đấy. Các em quan sát lên màn hình và trả lời câu hỏi. Diện tích của hình chữ nhật như thế nào so với diện tích của hình tròn? Để biết được diện tích hình chữ nhật như thế nào so với diện tích hình tròn, cô làm như sau.
Cô đặt hình chữ nhật lên trên hình tròn. Các em có nhận xét gì không? À, hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Chính vì hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn nên ta có thể nói diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn. Hoặc chúng ta còn có thể nói như sau: diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình chữ nhật. Qua ví dụ này, vậy nếu muốn so sánh diện tích của hai hình thì ta làm như thế nào? À, đúng rồi. Muốn so sánh diện tích của hai hình, ta thực hiện bằng cách đặt hình. Ngoài cách so sánh như thế này, còn có cách so sánh nào khác không? Chúng ta cùng qua ví dụ thứ hai nhé. Cô có hai hình sau. Hình màu đỏ là hình A, hình màu xanh là hình B. Diện tích hình A là toàn bộ bề mặt tô màu đỏ. Diện tích hình B là toàn bộ bề mặt tô màu xanh. Nào, bây giờ các em hãy suy nghĩ cho cô. Làm cách nào để so sánh diện tích của hình A với diện tích của hình B đây? Các em có thể bấm nút tạm dừng để suy nghĩ câu trả lời nhé. À, với hai hình như thế này, chúng ta không thể dùng bằng cách đặt hình như ở ví dụ 1 được. Vậy cô sẽ thực hiện như sau. Các em cùng theo dõi lên màn hình nào. Cô chia hình A thành những ô vuông bằng nhau. Tương tự như vậy, cô cũng chia hình B thành những ô vuông bằng nhau. Các em có nhận xét gì về diện tích của mỗi ô vuông trong hình A với diện tích của mỗi ô vuông trong hình B? À, cùng xem đáp án của cô nhé. Cô lấy một ô vuông bất kỳ trong hình A và một ô vuông bất kỳ trong hình B. Sau đó cô đặt chúng lên nhau. Các em có thấy gì không? À, diện tích của ô vuông bên hình A bằng với diện tích của ô vuông bên hình B. Vậy, các ô vuông ở hai hình A và hình B đều bằng nhau. Hình A có mấy ô vuông như nhau? Đúng rồi, hình A gồm có 5 ô vuông như nhau. Thế còn hình B? Hình B gồm mấy ô vuông như thế? À, rất đơn giản phải không nào? Hình B gồm 5 ô vuông như thế. Chính vì hình A gồm 5 ô vuông như nhau với hình B gồm 5 ô vuông như thế nên ta có thể nói diện tích hình A bằng diện tích hình B đấy các em ạ. Vừa rồi qua ví dụ 2, muốn so sánh diện tích hình A với diện tích hình B, ta làm bằng cách nào? Đúng rồi, muốn so sánh diện tích hình A với diện tích hình B, ta thực hiện bằng cách đếm số ô vuông. Thế ngoài hai cách vừa nêu ở ví dụ 1 này, ở ví dụ 2 này, thế ta còn cách nào nữa không? Cô mời các em cùng theo dõi ví dụ 3. Cô có hình P. Hình P này được chia thành các ô vuông có diện tích bằng nhau. Hình P có mấy hình vuông như nhau vậy các em? À, rất dễ dàng để có câu trả lời đúng không nào? Hình P có 10 ô vuông như nhau. Với hình P có 10 ô vuông này, bây giờ các em hãy suy nghĩ cho cô nhé. Hãy tìm cách nào đó để tách hình P ra thành hai hình khác nhau, sao cho có được một hình có 6 ô vuông và một hình có 4 ô vuông nhé. Các em hãy bấm nút tạm dừng màn hình và suy nghĩ câu trả lời nào. Nào, cùng đối chiếu với cách làm của cô. Đầu tiên, cô cắt hình P theo chiều dọc và chia hình P thành hai hình khác nhau. Hình thứ nhất là hình M gồm có 6 ô vuông. Hình thứ hai là hình N gồm có 4 ô vuông.
Bây giờ chúng ta quan sát thật kỹ trên màn hình. Hình P có 10 ô vuông như nhau này. Hình M có 6 ô vuông. Hình N có 4 ô vuông. Vậy các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Số ô vuông của hình M cộng với số ô vuông của hình N như thế nào so với số ô vuông của hình P? À, ta thấy 6 ô vuông cộng với 4 ô vuông bằng 10 ô vuông. Như vậy, số ô vuông của hình M cộng với số ô vuông của hình N thì bằng tổng số ô vuông của hình P, đúng không nào các em? À, như thế ta có thể nói rằng diện tích hình P bằng tổng diện tích của hình M và hình N. Qua ví dụ 3, các em biết thêm một cách so sánh diện tích của các hình là cách nào vậy các em? À, đúng rồi. Cách so sánh diện tích của các hình ở ví dụ 3 này là cách tách hình đấy các em ạ. Vậy qua bài học ngày hôm nay, em hiểu thế nào là diện tích của một hình? À, diện tích của một hình là toàn bộ phần bề mặt của hình đó. Nào, các em hãy nhắc lại nào. Cô có thêm một câu hỏi dành cho các em. Muốn so sánh diện tích của các hình, ta làm như thế nào? Các em hãy bấm nút tạm dừng để có thời gian suy nghĩ nhé. À, muốn so sánh diện tích của các hình, ta có thể thực hiện theo 3 cách sau. Cách 1, đặt hình. Cách 2, đếm số ô vuông. Cách 3, tách hình. Các em đã nhớ chưa nào? Nào, hãy đọc lại một lần nữa để ghi nhớ kiến thức nhé. Để nắm tốt kiến thức vừa học, chúng ta cùng chuyển qua phần luyện tập nào. Bài 1 trang 150. Câu nào đúng ghi D, câu nào sai ghi S. Câu A: diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD. Câu B: diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD. Câu C: diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, bài này yêu cầu chúng ta câu nào đúng thì ghi D, câu nào sai thì ghi S. Vậy, để làm đúng được bài này, các em chú ý quan sát kỹ hình và đọc thật kỹ từng câu ABC có trong bài nhé. Sau đó vận dụng những gì mà chúng ta vừa học để đưa ra kết luận đúng hoặc sai. Bài 2 trang 150. Xem hình và trả lời câu hỏi. A. Hình P gồm bao nhiêu ô vuông? Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông? Câu B. So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q. Bài yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, bài yêu cầu chúng ta xem hình rồi trả lời câu hỏi. Để làm tốt được bài tập này, các em chú ý vận dụng các cách so sánh diện tích mà các em vừa mới học đấy để trả lời câu hỏi nhé. Chú ý khi trả lời câu hỏi, các em phải trả lời sao cho tròn câu nhé. Bài 3 trang 150. So sánh diện tích hình A với diện tích hình B. Bài yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, bài yêu cầu chúng ta so sánh diện tích của hình A với diện tích của hình B. Để làm được bài này tốt, các em cần quan sát kỹ hình này, rồi vận dụng các cách so sánh diện tích mà các em vừa mới học để có câu trả lời chính xác nhé. Sau đây là phần dặn dò dành cho các em. Các em cần ghi nhớ và phân biệt giữa chu vi và diện tích của một hình. Sau đó các em hãy hoàn thành bài tập vào vở của mình, nhớ chụp hình lại và gửi cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Các em hãy xem trước cho cô bài đơn vị đo diện tích cm vuông ở trang 151. Cô chúc các em làm bài tốt. Hẹn gặp lại các em trong bài học sau.